Thành Đạt, chồng Hải Băng là người như thế nào trước khi dính nghi án lộ clip với Trâm Anh? Hải Băng tên thật là Nguyễn Hải Huyền, sinh năm 1988, cô từng là thành viên của nhóm nhạc Mây Trắng. Bên cạnh giọng hát ngọt ngào, Hải Băng bén duyên với điện ảnh trong vai trò là diễn viên qua các bộ phim Vòng Kim Lan, Canh Bạc Cuộc Đời, Cung Đường Tội Lỗi, Hợp Đồng Scandal. Cùng với thành công trong sự nghiệp, Hải Băng cũng là cái tên được chú ý vì đời tư. Cô từng có mối tình đẹp với nam ca sĩ Tiến Dũng. Tuy nhiên, cả hai đã đường ai nấy đi sau thời gian gắn bó, dù hai người đã gặp nhau bàn tính chuyện đám cưới. Mối tình ồn ào với Tiến Dũng tạm lắng, Hải Băng tìm được tình yêu bên diễn viên Thành Đạt, chồng cũ của người đẹp Diệp Bảo Ngọc. Công khai mối quan hệ với người đàn ông từng có vợ, mối tình của nữ ca sĩ đã chịu điều ra tiếng vào. Trên trang cá nhân của Hải Băng, nhiều lần chia sẻ hình ảnh thân thiết với Bad Kids. Sự thân thiết từng bị các anti-fan cho rằng đó là giả tạo. Thành Đạt sinh năm 1984, anh được biết đến thông qua các bộ phim truyền hình Quán Kem Tình Yêu, Sóng Tình, Hương Phù Sa. Năm 2012, Thành Đạt kết hôn cùng Diệp Bảo Ngọc. Khi đó cô mới 19 tuổi, 3 năm sau, họ ly hôn. Con chung của cả hai hiện vẫn sống cùng mẹ. Bạn trai Hải Băng phủ nhận tin đồn anh là thiếu gia, chỉ biết ăn chơi và trăng hoa. Với anh, đó là những thông tin vô căn cứ. Khi yêu, anh là người chung thủy và biết chia sẻ công việc cùng bạn bè. Nam diễn viên cũng trải lòng việc gia đình đổ vỡ khiến anh trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Thất bại trong chuyện tình cảm trước khi khiến tôi chững chạc hơn trong suy nghĩ lẫn hành động. Giờ đây, khi nhận xét ai đó, tôi không nhìn bằng máy hay nghe bằng tai mà sẽ xem họ suy nghĩ và hành động thế nào. Tính cách có thể thay đổi được nếu bạn quyết tâm, còn sống giả dối, chỉ là lớp vỏ bọc ở bên ngoài, rất dễ lộ tẩy. Anh rút ra chân lý sống sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ở thời điểm hiện tại, Hải Băng bị coi là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của Thành Đạt và Diệp Bảo Ngọc, chính vợ cũ của Thành Đạt. Khi được hỏi trở thành người thanh minh thay cho Hải Băng, Diệp Bảo Ngọc phủ nhận tin đồn Hải Băng là người thứ ba và phá vỡ hạnh phúc của gia đình cô. Sau khi chia tay tôi gần một năm, anh Đạt mới biết và yêu Hải Băng. Mọi người hỏi Hải Băng là người thứ ba thì tội nghiệp cho cô ấy quá. Bây giờ tôi mà đứng ra bên cô ấy thì rất là kỳ. Nhưng nếu có dịp nào đó hay ai hỏi tôi thì tôi sẽ nói ai cũng vậy. Ai cũng có nhu cầu được yêu thương hạnh phúc, Diệp Bảo Ngọc cho hay. Cách đây một thời gian, Thành Đạt xuống tóc vì vợ, mong muốn vợ và con được bình an. Anh nói lúc này chỉ ước gì được thay thế mẹ, mang trong mình hình hài thiên thần bé nhỏ. Thành Đạt nói với vợ, ba muốn được thay thế mẹ, nhận lấy tất cả sự vất vả lo lắng hy sinh. Ba và các con luôn hạnh phúc, tự hào vì mẹ và sẽ luôn bên cạnh mẹ. Cùng mẹ đi qua thử thách khó khăn này, ba muốn mẹ luôn vững tin, hạnh phúc và bình an, sóng gió ngoài kia hay để ba lo mẹ nhé. Vài ngày qua, cộng đồng mạng được fan xôn xao với clip 4 phút của một hotgirl đình đám có tên TA. Sốc hơn nữa, nhiều Facebook còn tiết lộ rằng TA có cả video với nam diễn viên Thành Đạt, chồng hiện tại của cả hai băng. Dù mới chỉ là những tin đồn thất thiệt, vô căn cứ, nhưng khá nhiều người đã bày tỏ sự nghi ngờ cho Thành Đạt. Một số người hâm mộ nhanh chóng vào Facebook cá nhân của anh để hỏi han, thắc mắc gây xôn xao và xáo trộn đời sống riêng tư của cả hai vợ chồng. Có lẽ tự tin rằng vô tội nên Thành Đạt vô cùng bình tĩnh và đáp trả. Thậm chí Hải Băng còn bảo vệ chồng khi đích thân viết, chồng tớ nghỉ đóng phim 2 năm nay rồi, cặp đôi còn tung hứng kích bác, kẻ dọa dẫm rằng cứ tung clip lên cho vui. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.